Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình ha. Một lần nữa thì rất vui được gặp lại các bạn tại sông Mát Bê Rô, nơi mà các đội gai ngò đang tập dẫn ha. Trên màn hình của các bạn đó chính là hai đội gai ngò rất là mạnh. Đội gai ngò áo xanh này chính là Tôm Núp 2, đương kim vô địch áo quần bóc 2020 ha. Còn áo xanh vừa bơi lên trên đó thì bông tuần sa đó các bạn, bông tuần sa thì cũng là giải tư nghĩa là top 4 đội mạnh đó, giải tư của áo bóc 2020 đó là bông tuần sa giải tư nè, Quách Bích giải ba, Campuchia giải nhì và đương kim vô địch là Tôm Núp 2 đó các bạn. Đấy, hiện tại thì chỗ này rất là đông nha. Dưới này thì có của Daimbu, rồi Sanke, Daimbu với Sanke đang cọc cờ câu. Của chùa ông Kho đó các bạn. Ông Kho là với một cái biệt danh được mọi người đặt cho, đó chính là ông vua của Đề Ba các bạn. Đấy, ông Kho là có cái nước Đề Ba rất là kinh khủng. Nhưng mà hiện tại thì không biết ghe của ông Kho đang nằm đâu rồi nữa. Rồi, đây là bông tức chắc các bạn. Đấy, bông tức chắc cũng vừa ra luôn. Đang về xích xuống để chuẩn bị đề ba. Tôm Núp 2 đang chỉnh cần câu. Được biết thì buổi chiều hôm nay 2 giờ thì bên Trà Vinh sẽ đua nha. Trà Vinh sẽ đua là hình như là có 7 huyện các bạn, 7 ghe của Trà Vinh và 2 ghe, một ghe của Bạc Liêu và một ghe của Kiên Giang nha. Như vậy là Kiên Giang năm nay là cử 2 ghe, một ghe đi Sóc Trăng và một ghe đi Trà Vinh bơi nha các bạn. Thì được biết là mình nghe phong phanh đâu là như là bữa nay và ngày mai sau khi bơi xong á thì các bạn cũng biết ở Trà Vinh là có ghe ngo của ngoài Càng Long ra chuẩn bị đề ba. Đấy, xem đề ba của bông tức chắc các bạn. Đấy, xem đề ba có không, bông tức chắc cái mình sẽ nói tiếp nha. Thì ngày mai khi mà bên Trà Vinh đua xong thì đội ghe ngo cũng rất là mạnh của Trà Vinh đó là cầu kè các bạn, cầu kè sẽ qua để bơi tiếp cho bên Tôm Núp 2 các bạn đó. Đó chính là đề ba của đội gai ngò bông tức chắc ha. Bông tức chắc thì năm 2020 thì thi đấu cũng không mấy gì tốt, cũng bị lội hơi sớm một tí. Quá đều, quá tốc độ luôn. Đây, áo hồng hồng xuống là hình như là của Campuchia đúng không ta? Của Đại Bù Phú Giao. Đấy. Đấy. Tiếp tục nói về Tôm Núp thì như vậy là sau 2 năm Tôm Núp có ghe để tham gia thì
đều là có sự giúp sức của các đội ra mạnh ở Trà Vinh qua ha. Đấy, tại năm nay Càng Long qua bơi thì cho nên là Càng Long không giúp tung núp được, nhưng mà một cái đội cũng rất là mạnh ở Trà Vinh sẽ qua giúp tung núp các bạn. Nước rút không ạ? Wow.
Xuân lớp 2 bơi lên. Thấy đội ghe như là Bangkok rồi này kia, con số họ hôm nay họ nghỉ rồi nha. À, để dưỡng sức ngày mai họ mới để họ bơi thi các bạn. Nói chung là một số đội hôm qua tập quyết liệt là hôm nay nghỉ rồi đó. Đây, xem đề ba của bông tứ chắc nha. Bù dìa rồi bữa nay cũng nghỉ nha các bạn. Không đề ba, nghỉ giật đề ba rồi các bạn. Giờ là họ sẽ giật đường dài. Và lên gần tới trên thì họ sẽ đánh nước rút. Đấy, chạc này thì lên trên để cúng trăng các bạn. Đèn nước tối mơi luôn nha các bạn. Đấy. Ok, mình sẽ đi dài lên trên nha. Mình tính đi dài lên trên để xem coi càng long nó xuống chưa. Và mình thấy không biết chắc dưới tùm lúc 2 đang quay đầu lại các bạn. Đấy. Tùm lúc quay lại rồi, bông biết chắc cũng đang có dấu hiệu quay đầu đó. Thì họ sẽ quay đầu để họ bắt đầu là giật đề ba đó. Xem nước đề ba của tùm lúc 2 nha các bạn. Tùm lúc 2 là hôm nay là họ giật không ngừng nghỉ luôn các bạn. Sáng cũng giật, chiều cũng giật. Của bông tứ chắc các bạn. Suốt. Sân tre chắc lên chỉnh câu lại nha các bạn. Ra giật hai nhát rồi không đi mà chỉnh câu lại. Các nhận động viên của ông Kho đang ở khúc trên này ha. Đấy. Không biết khi nào xuống đây. Xe của không biết chắc tăng lên. Đấy. Nãy là khúc dưới nha. Trên này là khúc khán đài. Để xem đấy. Chuẩn bị nước rút đó. Thank you.
trước múa quá múa rồi. Đây là ghe ngò của Càng Long này các bạn. Đó. À, như tới đây đêm hôm hay là chiều qua cũng không rành nữa. Đấy, gọc chín đầu các bạn. Xây Bararam. Không biết chiều nay không có vợt không. Rồi, sáng giờ mình cũng đang trông nhưng mà chưa thấy các bạn. Của 130 đó, áo màu xanh là 130, có ghe này, chưa biết ghe này mình mới thấy, ghe này cũng mới ra bơi bữa nay, ghe này mới lại. Xong rồi các bạn. Đấy, chúng ta sẽ sắp được xem vấn đề 3 của ghe ngò không kho các bạn. Hiện tại là nước đang lớn rồi. Viên của ông kho đang chờ đợi nãy giờ rất là lâu các bạn. Bên công ty chắc cũng đang làm việc cần câu lại rồi, chỉnh sửa như ở đây. Rồi ghe đồ đang được đuổi ra hết rồi, là coi như là bắt đầu kể từ bây giờ trở đi là những cái ghe không có phần sự là không được tiến vào khu vực này nữa nha các bạn. Đấy, không được neo đậu vào khu vực đua này nữa. Hình như là sáng nay đã bốc thăm hết rồi. Các ghe bây giờ là đã có số rồi các bạn. Huyền thoại của huyền thoại các bạn. Ông kho các bạn thấy những bước dầm đầu tiên của ông kho đã được xảy ra các bạn.
cuối cùng này rồi các bạn. Nói chung là họ thử đến lúc nào càng cao im thì thôi. Các đội như ở đầu video các bạn thấy lúc đầu còn sức thì họ sẽ giật đề ba trước nha các bạn, nhưng mà không biết ông kho này có giật đề ba hay là không đây. Rồi, bên đây thì đội ghe của Clan cũng chuẩn bị xuống nữa các bạn. Clan sáng báo khác, chiều nay báo khác các bạn. Để chuẩn bị làm đề ba nha các bạn. Mà sẽ đề ba trước để thử một câu á. Cống cái mũi chắc rước rước người ngồi mũi quá. Đây đúng như dự đoán các bạn, rước ông lão xuống ngò mũi đó các bạn. Đó. Chuẩn bị được nhìn thấy cái gọi là đề ba huyền thoại của ghe ông kho. Wow, không có đề, không đề rồi, cũng buồn thế, buồn thế. Phải nói là tốc độ khá là khủng đó. Dậm nó đi ngọt quá hả? Kho đang trở lại, ông kho và cơ len nha. Tại vẫn chưa thấy được cái nước rút của ông kho. Có cái ghe chạy trước là bị hút nước. Qua ghe luôn, qua ghe luôn. Nước rút qua ghe luôn. Xiết luôn. Ôi! Xiết luôn. Xiết lại rồi. Đó, Clan xiết luôn. Hồi sáng xiết chứ thằng đó, sáng xiết chứ quách bách hình vậy, hình hình bộ bài. Chiều nay xiết với ông kho luôn. Xiết. Đó. Ông kho đâu cần gì bơi, giờ này ông già luôn rồi.
ta thả liêu riêu mà không coi thả liêu riêu mà gà len bơi quá bơi không hòa nổi. Kéo không ở đi đều cái ghê luôn. Hiểu kết quả rồi đó. Hả? Chiếc ghe ông khó đi đều quá trời đều luôn á. Dòng đúng đẹp luôn. Ê, hay ghe đang đua lên. Bữa nay nhiều ghe bắt cặp test thử tốc độ quá các bạn ơi. Không phải mình sống với nghe đó. Nói như hoạch đó, không có, không có. Thấy không cái màu với hoạch đó ha. Đây. Chính là quách bích và vận cốc nha. Đấy, hay ghê. Quách bích và vận cốc quả thôi. Quách bích rút dài quá không? Kinh thiệt. Năm nay lấy cúp mà. Lấy là chắc luôn á. Cái gì mà cúp ghê vậy trời. Lên chảnh cúp nữa kìa. Chưa chịu buông luôn kìa. Quá rồi. Nó bơi vậy cho càng lông nó buồn. Càng lông ở đâu, góc đó đâu ha. Ghe với nó đậu đó nè, lâu quá. Quên bích sau kè về rồi. Thì quá trời luôn.